Em xin chào các bác ạ. Hôm nay em lại lên sóng và giới thiệu cho các bác ba cái đầu CD giá tầm trung ạ. Và bây giờ em xin đi quay vào cận cảnh chi tiết cho các bác này. Đầu tiên là giới thiệu cho các bác con đầu CD Tech 15. Đấy, dòng đời cao nhá. Tech 15 này. Sở hữu mặt phay trắng và nền quắc của nó rất là đẹp luôn, quắc màu xanh ạ. Đấy, thứ hai là giới thiệu cho các bác con đầu Tech 7 VR CS7 này, trong tình trạng đẹp xuất sắc này. Và lại một con đầu CD quen thuộc, đó là con đầu thương hiệu Đờ Lông 1650GL Limited. Đấy, ba con trong tình trạng rất là đẹp luôn ạ. Đấy, và đầu tiên thì em đi giới thiệu cho bác con đầu Tech 7 đầu tiên này. Đấy, sở hữu mặt vàng chanh nhá, quốc vàng rất là đẹp luôn ạ. Đây, mặt mũi đẹp xuất sắc ạ. Đấy, đẹp kem luôn ạ. Tech 7 thì quá quen thuộc rồi. Dòng này chạy tiếng rất là tốt và lành. Cực kỳ lành luôn, Made in Japan. Đấy, bật quốc lên cho các bác xem này. Đấy, và có em có bán kèm theo cho các bác cái điều khiển, dòng điều khiển mới của Tech nhá. Đầy đủ các chức năng như là điều khiển theo máy luôn. Đấy, giờ em thả đĩa này. Đấy, thả đĩa theo cho các bác. Bấm điều khiển nhá. Dòng này cũng không cần phải nói nhiều vì chất âm của nó được khẳng định qua theo 5 tháng là rất là tốt. Rất là lành, rất là đẹp, rất sang trọng luôn ạ. Đấy, lách bài này. Tiếng rất tốt, rất mộc mạc, chi tiết luôn. Riêng đầu Tech thì các bác không phải nghĩ rồi về chất âm. Mà con này là đầu Tech 7 thì nó giá nó tầm tiền vừa phải cho các bác chơi. Đấy, trong tình trạng rất là đẹp luôn này. Quay sát mặt cho các bác chiêm ngưỡng nhá, rất đẹp, ốc nhái còn vàng ươm luôn ạ. Đấy, và bây giờ em xin quay cái hậu đằng sau cho các bác xem, quay chi tiết cho các bác này. Lắp này. Chưa có bông má sơn tút bất kỳ cái gì luôn ạ. Đấy, lắp còn dây luôn, sơn sần của nó. Đây các bác nhá, đây này. Quay chi tiết cho các bác luôn này. Tech VRDS7 này. Công suất của em nó là 18W và Made in Japan. Đấy, điện áp 100V, tần số 50-60Hz này. Đấy, gồm có hai đường tín hiệu số ra, một đường coaxial và một đường optical nhá. Đấy, này, đường này nó chỉ là đường ra các bác ạ, chứ không phải đường vào nhá. Đấy, các bác lưu ý vậy. Đây, và hai đường analog, đường dò xe analog ra đây. Đấy. Rất đẹp. Rất là vừa tầm tiền cho các bác chơi, mặt vàng này, tất cả ốc nhái của nó còn vàng ươm các bác ạ. Ốc nhái vàng ươm luôn ạ. Rất là mới. Đấy, và em xin báo giá luôn cái con đầu Tech VRDS7 này thì hôm nay em bán cho các bác với giá là 8.500.000 là cả điều khiển luôn và bao ship cho các bác toàn quốc luôn ạ. 8.500.000 bao ship toàn quốc cả điều khiển. Đấy, thì bác nào mà kết thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại đây, hoặc là kết nối Zalo 0912842487 nhá, thì em có hình ảnh chi tiết và video test thì gửi cho các bác này. Đấy, bác nào muốn chụp ảnh chi tiết thì em chụp ảnh chi tiết gửi cho các bác. Đấy, 8.500.000 em bao ship cho các bác toàn quốc luôn ạ, gồm có điều khiển rất đẹp luôn.
Xuất sắc. Và tiếp theo con đầu em xin giới thiệu tiếp tục một model nữa là con đầu Tech. Con này là VRDS Tech 15. Đấy. Tech 15 thì được phát hành năm 2013 nhá. Và nó còn đời của nó là sản xuất cao hơn cả Tech 25 XS ạ. 2013 tức là phát hành được tròn 25 ạ. Đấy, kiểu dáng đời mới của nó thì cũng rất là đẳng cấp luôn. Sở hữu mặt nhôm phay rất là dày luôn các bạn này. Đấy, trong tình trạng đẹp xuất sắc luôn ạ, gần như không có vết. Có một vài cái chấm nhỏ thôi ạ. Một vài cái chấm nhỏ trên đây thôi này. Rất nhỏ li ti thôi. Đây các bạn này. Đấy, gần thì không có vết luôn, mặt thì không có tí vết là bập vào. Góc cạnh thì nét căng luôn, gần như mới tinh. Đấy, hàng này hàng đấu giá mạng nha các bác nhá. Rất đẹp ạ. Riêng dòng Tech thì nó sở hữu mặt phay rất là đẳng cấp và các cái phím bấm của nó rất là đơn giản. Phong cách của nó đậm chất châu Âu, phong cách rất là đơn giản luôn, mà chất âm của nó thì không còn gì để mà chê nữa trong cái tầm tiền. Đấy, phím rất đẹp luôn ạ. Đây, dám quay đằng sau cho bác tham khảo này. Đấy, lên Tech dòng cao cấp của nó là nó, các bác nhìn cái cọc của nó này, cọc nó rất là đẳng cấp luôn, mạ vàng 24K còn mới cứng luôn đấy ạ, vàng chóe chóe luôn đấy. Đấy, sở hữu hai đường ba lăng da nhá, hai đường ba lăng cao cấp và hai đường dò xe da này, và có hai đường số da cùng một đường quang và một đường đồng trục ạ. Đấy, giác còn mới tinh, còn nguyên cả chụp luôn đấy. Đấy các bác này. Đấy. Tech VRDS 15 100V và 50-60Hz này, công suất 15W, made in Japan. Đấy, trong tình trạng mới cứng luôn ạ, chưa còn vết sơn luôn ạ. Chưa mông má sơn tốt gì, và con này em này là có khiển điều khiển zin nhá. Nó có remote zin ạ. Remote zin theo máy luôn. Đây các bác này, em quay remote cho các bác xem này. Mới cứng luôn ạ. Đấy. Kiểm zin theo máy rất mới. Mới xuất sắc luôn này. Gần như chưa có vết bấm luôn này. Đây các bác nhé, made in Japan này này. Đấy, made in Japan này. Rất là nhỏ, rất là chi tiết luôn ạ. Và cái dòng Tech này thì là nó phát hành năm 2013, tất cả các cái công nghệ mới đã được cải tiến đây này. Cái công nghệ này nó là RDOT này. Công nghệ mới của Tech, và chất âm của em nó ra thì rất là ngọt. Đấy, ngọt ngào và chi tiết hơn dòng đời cũ rất là nhiều ạ. Đấy, tiếng rất tốt và nó sở hữu nền quắc nó rất là đẹp. Bây giờ em cho vào đĩa CD để em cho các bác xem. Đây, bật nguồn nhá. Đấy, sở hữu quắc xanh rất là tinh tế luôn ạ, rất là dịu mắt, rất tinh tế. Đây là bấm khiển này, Tech của nó ra đây. Đấy, cửa nghiêng ra vào rất là ngọt ngào ạ. Thì dòng đời cao cấp thì nó đẳng cấp nó khác hoàn toàn ạ. Đấy, nền quắc xanh rất là đẹp luôn. Và dòng này nó sở hữu mắt của nó thì cực kỳ là tốt. Mắt của em nó là vẫn như dòng Tech 25XS và Tech 10. Tech 15 đều sử dụng mắt Soli hết ạ. Mắt Soli 151, mắt rất là tốt. Chạy không kém một đĩa nào luôn. Bất kỳ một cái đĩa nào từ CD, từ cái loại các bác mua loại CD 5.000 đổ lên là chạy được hết ạ. Khiển rất là nhạy luôn, khiển xịn nó rất là nhạy. Đấy, bắt bài rất nhanh. Quay chi tiết cho các bác xem kỹ lại một lượt nữa này. Đấy, mặt phay của nó rất là đẹp luôn ạ. Mặt phay sở hữu mặt phay màu trắng nhá. Đấy, màu trắng hơi le lé một chút ạ. Rất đẹp, rất tinh tế. Mới như mới hộp xốp luôn ạ. Quá mới. Đấy, với con đầu Tech CD VRDS 15 thì lần này thì em bán cho các bác với giá là cả điều khiển zin này. Bán cho các bác với giá là 17.800.000. Đấy, bao ship cho các bác toàn quốc luôn, 17.800.000.
Đấy, 17 triệu 800 cả điều khiển xịn nhá, giá rất là tốt. Các bác cứ xem tham khảo thị trường bây giờ toàn 21 22 triệu hết ạ. Đấy, 21 22 triệu thì em mua được giá tốt thì bán cho bác giá tốt luôn. Đấy, chất lượng thì các bác cực kỳ yên tâm luôn ạ. Đấy, máy mới cứng, tất cả ruột gan các bác cần hình ảnh chi tiết thì em sẽ chụp cho các bác. Và sản phẩm của em thì em đã test các thứ là chạy hoàn hảo hết ạ, không kén đĩa nào. Và zin tuyệt đối luôn. Đấy, bảo lãnh cho bác là zin tuyệt đối ạ. Đấy, bán cho bác với giá là 17 triệu 800 ạ. Đó là mà sở hữu thì alo trực tiếp em qua số điện thoại 0912 842 487 hoặc là kết nối Zalo thì em có hình ảnh chi tiết gửi cho bác. Mà tiếp tục con đầu thứ ba em giới thiệu cho bác ngày hôm nay là con đầu quen thuộc, em bán rất là nhiều rồi. Đấy, trong đợt Tết vừa rồi em bán tới mười mấy con rồi ạ. Thì con này là con đầu đầu lông 1650GL Limited này. Rất quen thuộc luôn ạ. Đấy, con này trong tình trạng cũng đẹp xuất sắc. Đấy, mặt phay hầu như không có tí bập nào luôn ạ. Đấy, quay chi tiết cho các bác xem ở trên này. Rất mới luôn này. Đấy, cái phay trên này rất hay bị xước, con này là gần như tuyệt đối là không bị. Đấy, rất đẹp ạ. Đấy, vì cái này mình vận chuyển hoặc là mình sử dụng chỉ cần sơ ý tí là quẹt vào đây là thành vết xước ngay là không chữa được. Đấy, các bác chơi là các bác lưu ý là giữ gìn nó cho nó đẹp. Đấy, mặt nó bằng sơn thì có thể mình còn sơn lại hoặc là cái thứ được, chứ riêng phay thì là bó tay luôn. À, mình phay rồi mình đưa sơn đè lên nó cũng không ăn, thứ hai là sơn nó dại lắm. Đấy, các bác lưu ý nhá. Để em quay cận cảnh chi tiết đằng sau cho các bác xem này. Đấy, sở hữu hai đường RCA da này và hai đường ba lăng. Đấy, hai đường ba lăng cao cấp da và một đường digital cáp quang da này. Ở đây model của em nó đây, đầu lông DCD 1650GL, AC 100V 19W và tần số 50-60Hz, Made in Japan. Đấy, dòng này thì chạy cực kỳ là lành tính và tiếng tốt, rất đẹp và có hai cái hồi gỗ rất là sang trọng cho các bác kê vào những cái âm ly vỏ gỗ, thứ rất là đẹp. Giờ em xin thả đĩa và xin test thử cho chạy cho các bác xem. Đấy, báo bài rất nhanh luôn ạ. Dòng này chạy cực kỳ tốt. Lách bài. Đấy, nhận mồm mồm luôn ạ. Đầu lông DCD 1650GL Limited thì là con đầu CD này thì em xin báo giá luôn cho các bác là con đầu CD này hôm nay em bán cho các bác với giá là 10 triệu 200 ngàn bao ship toàn quốc nhá. Đấy, 10 triệu 200 em bao ship cho các bác toàn quốc ạ. Và bác nào thiện chí và chờ kết em nào thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại hoặc là kết nối Zalo 0912 842 487 ạ. Thì em có hình ảnh video chi tiết gửi cho các bác. Đấy, các bác muốn quay chụp hoặc là gửi chi tiết về nội thất thì em sẽ kết nối và gửi cho bác các bác tham khảo nhé. Và bây giờ em xin dừng video. Cuối video thì xin cảm ơn các bác đã xem video ủng hộ của kênh Mạnh Hiền ạ. Và bác nào chưa đăng ký thì xin các bác ủng hộ em bằng nút đăng ký nhé. Còn các bác đăng ký rồi thì xin cho em một nút like, một nút chia sẻ để em luôn luôn có những sản phẩm mới để giới thiệu cho các bác tham khảo. Và bây giờ em xin dừng video tới đây ạ. Xin chào các bác và hẹn các bác trong các video tiếp theo. Xin chào các bác ạ.